Rồi, nhân bản luôn. Úi dồi ôi. Trận vừa rồi bom to bom nhỏ gì cũng có. Hạ cánh an toàn ở đây phát nào. Hạ nhân bản nó cuồng nộ luôn. Úi bom kìa. Rồi rồi xong 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 xong. Nhân bản cái này là bốc ruốc rồi. Nhân bản bốc ruốc rồi. Ủa may quá. May quá. May quá. Wow, quả nhân bản nở hoa kìa. Đúng rồi, cắm cọc rồi này. Đây là một trận đánh bằng ly giang cả rồng điện. À. Kẹt đấy, kẹt đấy. Úi trời, ui bom, 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 bom. Nhân bản đâu? Nhân bản. Ở kia. Ô ừ, vài đạn. Mất hết hai ba cái tàng hình rồi mới thả nhân bản là sao? Tiếp. Đang rất tốt đến từ chế gian trường. Ui cái cái pháo này đã đứt rồi. Pháo này đã đứt rồi. Được đấy, được đấy. Úi rồi. Bắt được cái pháo này đá rồi kìa. Cố lên nào sếp. King Queen vào bắt đại bàng. Như vậy là có một rồng điện ở góc 3 giờ không? King lại chạy ra. À không, rồng không vào từ hướng 3 giờ. Rồng vào từ hướng ở phía dưới này luôn. Này đấy. Ừ. Chào tất cả các sếp mới vô nhá. Ok luôn, anh em đang rất đông vui rồi, 500 anh em nhớ cho lượt like, lượt chia sẻ phát nhá. Sếp mà chưa đăng ký kênh à, Cari Gaming nhớ bấm vào đăng ký nha các sếp. Chào anh em mới vô. Đồng kinh đang phấn khởi lắm đấy này. Ừ rồi. Ui rồi ôi. Tốt. Đang rất tốt. Tiếp cứ tìm cái từ khóa tao 13 mới lên đăng gì trên kênh Akari Gaming là có đấy nhá. Lìa đẹp rồi. Tiếp nhân trường quả này lụm đẹp rồi. Uy tín rồi á. Trận này rất tốt luôn, em quy nó chưa cả gồng Sneaky Goblin vào cắt ở đây nữa. Úi, mượt một trận đánh Blizzard thổi rất hay và pha này rồng điện là tốt, hay rồi. Đi quân rất đẹp, King Queen bạn cắt và rồng điện vào cực kỳ mượt luôn. Đây là Mai Hiếu đánh nhà số 5 đam mê. Ồ, Blizzard với cả là rồng điện tiếp, có một Electro Titan. Như vậy là đầu tư thẳng vào khu vực nhà chính, nó sẽ rơi ở trên cái Xbow. Ý cầu chiến sẽ rơi ngay ở trên cái Xbow. Rồi, nhân bản luôn. Úi dồi ôi luôn. Vâng, tàng hình trượt mất cái Inferno nhiều tia. Thả tàng hình lại nào. Đấy. Phát nữa, bình tĩnh, bình tĩnh. Đúng rồi. Đúng, 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 đúng. K này là uy tín. Úi rồi. Không kịp lụng thanh niên quản giáo. Rồi rồng điện ở ngay khu vực góc dưới. King Queen một bên. Hướng còn lại cho nó lệch luôn. Royal chưa thấy vào. Chắc là Royal chịu khó một chút xíu. Royal sẽ vào để ăn cái máy bắn đá bên này. Tôi nghĩ là vậy. Bởi vì cánh bên kia là có King Queen nó lo rồi. Lava thì sẽ bị Electro Titan nó xử lý. Hay. Pha xử lý rất thông minh đến từ Mai Hiếu. Vâng, cần lắm một tên Royal đi vào chứ. À Royal vào hỗ trợ rồi. Royal vào hỗ trợ bên đây rồi. Vâng, trận này sẽ ra sao đây? Khi mà chúng ta chỉ còn duy nhất một mình băng thôi. Úi rồi. Đại bàng tranh thủ cơ hội quá. Băng kinh không? Băng kinh không? Kinh và Royal. Kinh và Royal băng băng băng. Không bằng. Như vậy là chờ anh em đến, chờ anh em đông vui để hội tụ lại ông tơn này. Mai Hiếu sẽ sử dụng băng ở đâu đây? Khả năng là băng Queen không, băng Royal dưới này. Úi dồi ôi,
Vâng, một mớ rồng, một chọi một đống thì Queen làm sao mà đỡ được. Hay, một trận đấu tốt đến được Mai Hiếu. Hay quá Hiếu ơi. Nét thật. Quá hay, quá hay. Phải thế chứ. Thuyết phục. Một trận lìa thuyết phục. Và đây là rồng với cả là ba spell. Ghê đấy. Ok. Để xem nào. Rồi. Cầu đá phóng lửa các thứ. À, như vậy nó sẽ hướng vào khu vực nhà chính và bầy rồng đi ở góc trên kia. Ôi chà chà. Nhà chính tàng hình rồi đấy. Lực lượng ở đây sẽ như thế nào đây? Vâng, X-Bow mặt đất đang dã vào Queen kia kìa. Nhưng mà bầy rồng được gồng pha này tôi thấy là rất đẹp. Thêm một bình băng 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 cái cụm này lại này, thổi gió Inferno với cả pháo đài đá này. Băng đi. Ơ kìa. Băng lại. Không băng. Cái gì vậy? Băng cứu rồng nó hợp lý hơn nhiều mà. Trời. Băng lại. Champion. Giao bánh. Ôi rồi vẫn còn em Queen. Khu vực nhà chính thì chưa 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 mất. Bắn 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 nhanh Queen ơi, bắn nhanh, bắn nhanh. Rồi, né độc đi, đừng đừng có chạy sang bên kia. Trời ơi, ăn độc là nhọc lắm. Bật gồng Queen luôn. Bật gồng Queen luôn, rất nỗ lực đến từ vị trí của Queen. Hay quá bớt ơi, xem bớt ơi hay quá. Và chưa bung lính nội thành. Hay thật sự, hay thật sự. Quên mà đây là Mai Hiếu. Đánh nhà gấu đệ nhất. Ok. Xem nào. Vẫn là Blizzard rồng mà ưu tiên ăn nhà chính. Trận vừa rồi bom to bom nhỏ gì cũng có. Hạ cánh an toàn ở đấy phát nào. Hạ nhân bản và cuồng nộ luôn. Ui bom kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Né né vào, né né vào. Nấp nấp vào. Tàng hình tiếp, đúng rồi, đúng rồi. Đang rất ổn áp trong turn này. Tí rồi. Thành niên kinh vẫn sống. Ôi, sao? Cái e. Đúng rồi. Đụng được cái e tốt rồi. Ok luôn. Để xem tiếp nào. Có lẽ nó sẽ phải tấn công một chỗ đại bàng chứ ta. Mình nghĩ là mất đại bàng với Queen này hơn không ta? Không, bạn không bắt vào đại bàng. Ồ. Càng đấy, càng đấy. Vâng, đầu tư Electro. Để vào xử lý luôn cho nó xong mấy em Lava Pup. Nhiệm vụ nhẹ nhàng lắm. Đúng rồi, hôm 15 sau khi nổ nó vẫn độc như hôm 14. Chính xác rồi đấy sếp ạ. Ơ kìa, vâng, nãy giờ mà không ai lia đệ tử anh Akari. Vãi đạn. Ảo thật đấy. Đầu tư và cuồng nộ đây. Quản giáo cũng đã gồng. Khủng tường. Hợp lý, hợp lý. À, khủng tường chiến thuật. Nhưng mà ai đó làm ơn băng cái pháo đầy đá với cả máy bắn đá nào. Đúng, 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 đúng. Phải băng thôi. Phải băng thôi chứ không là nhòe nhoét. Nhưng ca này tôi sợ là hơi khó rồi đấy. Bởi vì nếu mà bắt vào hướng đại bàng thì nó hay hơn. Tức là đội quân nó tấn công vào thẳng đại bàng. Úi. Hơn 200 yên thả hồi máu đến từ sinh bận đẻ nha. Ok sếp ơi. Khét quá, khét quá. Cảm ơn sinh bận đẻ rất nhiều nha. Ca này tiếp tục sẽ như thế nào đây? Úi dồi ôi, còn gồng kinh đấy. Quyết định gồng kinh rồi. Đáng ra hồi nãy Hiếu tấn công vào chỗ em đại bàng thì nó đỡ khổ hơn rất nhiều. Còn Inferno nhiều tia. Vâng, ai đó làm ơn đừng có để nó qua ải thanh niên kinh. Ui, 37 giây cơ đấy.
37 giây, nhưng mà nó sợ là nó mất thời gian ở chỗ thanh niên kinh 80 rồi thì rồng nó không vào kịp. 27 giây, ui bom đen. À. 18 giây kìa. Oh no. 8 ơi, quản giáo 99 ơi. 149. Kinh 1 5 4 3. Yes, hay quá. Phòng sẽ đánh nhà số 16. Chào tất cả, hơn 800 anh em đang xem nhá. Bác xem hay thì nhớ cho lượt like, lượt chia sẻ cho phấn khởi nào xem ơi. Chào Thảo Nguyễn nhá. Chào Duy Trương nhá, chào Nguyễn Cảnh nhá. Ui rồi. Nhân bản đâu sếp? Ui bom to quá, thôi 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 thôi. Anh bạn ơi. Bom đông nhiều thế. Ui rồi. Ôi ôi vẫn kịp, vẫn kịp, vẫn kịp ăn cái Inferno. Làm bay luôn con Ice Golem không? Không, chưa kịp. Pha xử lý vừa rồi là khá tốt đến từ sếp phòng. Chào Huy Uông nha. Chào tất cả anh em nhá. Em nào. Quản giáo bật gồng không sếp? Ý. Akashi muốn hello sếp cái mà khó quá ta. Ok, chào 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 sếp Akashi nhá. Chào sếp nhá. Ừ, đã nhảy Pikachu rồi. Cảm ơn sếp rất nhiều nha. Vâng, tớ giờ mới đọc cái mà. Chào Mai Việt Đỗ nha. À, tớ chưa tấu hài để cho anh em lên sóng đã, bởi vì lâu ngày rồi anh em Việt vua chưa lên sóng này. Gồng kinh bắt luôn cái Mai Văn Đá nó sếp. Đúng rồi, đúng rồi. Bỏ to thế nhở. Vẫn kịp lúc luôn em Royal Champion. Kinh này quá hay luôn. Vâng, Golem King hơi bị hay luôn. Dòng điện đi một đường quyền chết mấy em kia. Hay. Rồi, ôi giao bánh luôn. Giao bánh luôn. Đứt cái E. Đúng rồi. Đứt cái E defend. Em Queen chưa gồng. Em Queen đang ở đâu? Em Queen chạy vòng ngoài. Hay đấy, hay đấy, hay đấy. Cố lên nào xếp phong. Có vẻ như cái combo này nó đang rất hay. Có vẻ như là Blizzard dòng điện anh em hôm nay áp dụng nàng rất tốt. Hay rồi. Không gửi nhiều mà nhiều lần mà lâu dài được không anh? Chắc chắn là được rồi sếp Thành. Sao đâu mà. Anh em gửi là vui rồi mà. Có anh em ngồi cổ vũ xem như này là phấn khởi rồi sếp Thành ạ. À. Em Queen hay quá nhờ. Tuyệt vời rồi. Chưa cả rồng mà bây giờ còn dư tận 4 rồng. Quá ghê đến từ sếp phòng. Hay thật. Wow. 800 yên đến từ sếp Đồng Xuân Thịnh, bật xem giải PUBG PC sếp ạ. Ôi ôi ôi, cảm ơn sếp Đồng Xuân Thịnh rất nhiều nha. Và đây là số 22. Chào tất cả hơn 800 anh em đang vô nha. Này là sao đây ta? Đầu tư rồng điện cắt à? Tầm này đánh 3 nhân bản cơ đấy. Càng 3 nhân bản. Khu vực nhà chính chắc chắn là có xoáy rồi. Chắc chắn là cái xoáy ở quanh cái chỗ khu vực nhà chính kia. Bởi vì cái kiểu này là bẫy trôn mà. Ôi quản giáo, ui. Bịt cây thổi gió này. Ui ôi, kích hoạt luôn hai cái tháp thần chú cuồng nộ. Rồi rồi, xong 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 xong. Nhân bản cái này là bốc rước rồi. Nhân bản bốc rước rồi. Ủa may quá. May quá. Nghe quá. Wow, quả nhân bản nở hoa kìa. Wow, quả nhân bản nở hoa quá đẹp luôn. Gặp thật sự. May mà cái xoáy nó cuốn mắt nó bung ra. Trời ơi. Không thể chê với tiêu viêm được. Trời ơi. May, may. Rất may ông pha vừa rồi nó bung ra xoé một cái này luôn. Khẹt đây. Em Queen vẫn đang còn gồng. Trận này khả năng uy tín tiếp. Rồng thì mặc dù là thương binh thôi. Kinh thì đứt rồi này. Queen phải gồng thôi. Nhanh lên không, bởi vì nó cái air defense nó bắt hết rồng ở góc ngoài. Bắt đầu lọt vào tầm ảnh hưởng rồi. Nhanh lên. Ai chờ thông minh nó biết chạy ra ngoài cơ đấy.
Bắt nó. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, chào Lê Đạt đã trở thành hội viên nhá. Hên quá sếp Vương Vương ơi. Ơi Quách Thành Phong vừa mới lia. Đẹp thế mà Phong ơi. Hên gì? Trụ Wizard. Oh come on. Quản giáo sáu trục đang gọi hội. Vâng, một thương binh rồng đang đến. Quản giáo vô địch. Đúng rồi, quản giáo vô địch. Này à bữa ấy. Này. Này. Yeah. Này thật sự. Quái. Và Nhật Bản không thể chê được. Đẹp thật sự. Và Nhật Bản đẹp nhất trong buổi livestream ngày hôm nay rồi.